Các bạn thân mến, thì bữa nay mình đang ở một cái vườn cỏ chỉ, cỏ nhung nhật của làng Hoa Sa Đéc. Thì cái quy trình trồng và cái cắt tỉa thì mình sẽ quay, mình chia sẻ cho các bạn xem. Đây là để những luống thảm này để trang trí cho những cái công trình, những cái biệt thự. Thì đây là một cái giai đoạn đầu tiên của cái luống cỏ chỉ nhật. Rất là công phu các bạn, trồng tưới nước rồi sau đó sẽ dãy cuốn lại thành một cái tấm thảm như vậy để cung cấp cho những cái thị trường người ta trồng trên những cái biệt thự. Thì đây là cái quy trình trồng xong, là đây là cái giai đoạn thành phẩm để cung cấp cho thị trường các bạn. Người ta sẽ cuốn lại như vậy, cuốn thành một cái tấm thả cuốn tròn như vậy, có một cái miếng bao để mà túm lại. Thì bên đây là một cái khu này, là đây sẽ là chút nữa sẽ lên xe các bạn, cuốn lại sẽ lên xe. Bạn thấy không, người ta đang mấy anh này đang cuốn lại để mà thành những cái tấm thảm. Thì mình sẽ qua bên cái khu bên kia, mình sẽ quay cho các bạn xem các anh chị đang làm, đang cấy tỉa, cấy trồng một cái cỏ thảm khá là vui. Cái này là mấy cái tấm thảm bên kia là cây nó đã già rồi hả cô? Còn cái này là sắn ra để tạo lại cái cây con mình trồng xuống đây phải không? Tôi cũng không có gành nữa, hỏi cái chị đó đó, chị chú cỏ đó đó. Có tại bên kia đang nghe nhạc gì đó, sợ quay cái dính cái bản quyền nó không có đưa lên YouTube được. Cái cây non thì xé trồng, còn cây già thì bỏ. Thái Pháp TV mới làm chừng khoảng tầm một tháng mấy nay thôi. Có người đăng ký chưa? Có rồi. Đâu có đâu, phải làm đây thôi. Đúng rồi, cái này mới làm trước Tết khoảng tầm khoảng một tháng mấy thôi. Mình đi chừng nào mấy tháng mới mình mới được cái đó. Cái kênh của con thì nói chung đủ cái giờ xem là 4.000 giờ với khoảng 1.000 người đăng ký, thì nó YouTube nó sẽ xét duyệt rồi nó sẽ bật kiếm tiền cho mình tùy theo cái lượng phát của mình. 1.000 người đăng ký vậy ha. Mấy trăm à? 1.000.000 view mới được. Đúng rồi, mình phải phát đủ cái thời gian. Bởi vì mình phải kiên trì mới được, chứ đâu phải mà ai mà up lên liền rồi cũng thấy được đâu. Đi cũng thời gian cũng lâu rồi nha. Không gà đi tới chỗ này chỗ kia thì cũng quay. Lâu dữ à. Lâu lắm, mà lúc bạn đâu có tiền đâu, nó vàng quá các bạn. Chị trí rồi nha. Dạ, này làm cũng công phu quá ha. Dữ lắm mới được, chứ dễ gì. Nói chung làm cái gì cũng phải qua một cái thử thách hết trơn coi. Ví dụ như cô trồng cái này thì cũng phải nắng gió rồi này. Đúng kia rồi xong mới có được cái vậy. Còn con làm này thì con đi chỗ này chỗ kia rồi phải quay, phải chỉnh sửa rồi phải cái này kia mới thu hút được. Ở đâu rồi chú? Ở đâu rồi đi? Dạ, con ở thành phố Hồ Lãnh á. Từ đó mình đi xuống tới đây rồi sáng giờ đi, sáng giờ luôn á, quay vòng vòng mấy vườn kiển này. Mấy kiển nữa hả? Dạ, kiển tỏ rồi luôn. Tại con chạy qua rồi con thấy ở đây vui vui nè, cắm dù này kia thấy đông quá, mấy ghé lại, mấy quẹo lại đây tính đi về luôn rồi. Tại quá quá trời nắng. Cái này làm cái này nó cũng mau ha, nhưng mà cái mặt bằng là mình phải làm cho nó bằng phẳng rồi mình mới cấy xuống ha. Bằng nó làm mới được. Như ví dụ như mà bên kia là cuốn xong rồi bên đây là trồng lại là nó lưu liên luôn ha. Cũng như là bên kia là nó cỏ nó ấy rồi đủ rồi nó bứng nó ra. Nhưng mà con đi quay chỗ này chỗ kia thì có nhiều nơi người ta nói là ở làng Hoa Sa Đéc này thì cái công việc rất là nhiều, là tại vì
ví dụ vườn này vườn kia chỗ này chỗ kia người ta kêu nhân công để mà làm phụ á, thì chắc có lẽ là ở đây là cái công việc rất là nhiều hả cô? Như ví dụ như mình làm như vậy mà mình có đăng ký với cái chủ vườn không hay là người ta kêu mình nè cô? Nó kêu mình làm được, còn cái mình đi theo đổi đó mình làm hoài. Dạ. Rồi khoảng cho ví dụ làm ngày hay là tính tháng? Ngày, ngày nào làm tính ngày nấy. Dạ, ngày khoảng tầm bao nhiêu hả cô? Ngày được 150. Dạ. Cái mức giá thu nhập của nữ với nam thì nó nam thì gấp đôi. Dạ. Nam thì gấp đôi nữ. Nam thì nó ở trên con thì đa số là làm xài thì nói chung vô vườn bẻ xài hay tưới xài những chỗ đó thì cũng thường là 250 à. 250 nhưng mà bây giờ có thể là 300 thì nữ lột bao xài thì tầm đó tầm khoảng trăm mấy. Thì cũng vậy chứ gì. Dạ. Nam thì nặng nề hơn. Cái sức nắng của miền Tây lúc này quá trời luôn mà phải làm dù. Phải có dù chứ dù mới đỏ, không có dù còn nữa. Con đi quay nãy giờ đầu trần con quay cứ quay tới cậy mẹ đang đội đó đen, chạy nó đi làm rồi phải trải qua cái cực khổ cái công phu này kia anh kênh của anh là tên Thái Thắng TV á, ký cho được người nữa cho kiếm dài trăm người nữa cho đủ ngàn rồi. Dạ, nhưng mà làm cái này nói chung là phải cạnh tranh nhiều lắm coi. Cái video cô làm phải chỉnh sửa, phải cái này cái kia, phải thu hút này kia, người này kia. Có nhiều người người ta quay á, là người ta phải về, người ta phải súp chéo rồi cái này kia. Chắc bỏ nữa. Rồi không có, mình tìm cái người mà để đăng ký súp chéo á, cho nó thu hút cái kênh mình đủ cái số lượng người á. Nhưng mà cái như vậy, làm như vậy nó không có đủ cái, không có giữ được cái khán giả để xem. Mình quay sao mà cho chân thật, người ta sẽ xem cái kênh mình, người ta thích. Anh không làm YouTube đồ ăn nữa hay ta làm ở đó gì nói chung YouTube đồ ăn, tại vì anh hồi đó giờ là anh làm, anh ở trên Cao Lãnh, anh làm bên Hoa Kiển đồ này kia đó, sẵn cái dịp này mình làm này Hoa Kiển rồi ha. Dạ. Ở bên kia là bên đó là cấy ngày qua hả cô? Mới sáng. Rồi mới tư. Cái này phải gãi ra đều vậy con cứ tưởng là sắn xuống một phản gì không chứ. Nó có liền. Dạ. Cho mới dập lên. Chiều nay cho chú về cho chú lít rượu là cái như là xong rồi. Cái mặt bằng này có lẽ là có một trái banh thì rất là đã luôn các bạn. Đá thì cái vườn này con nhớ không lầm là hình như là mới tầm khoảng một năm mấy hai năm nay thôi phải không? Lúc trước là trống hay gì á, con cũng đi ngang đây nhiều lắm. Lúc trước rồi con thấy mới bơm cát đâu hồi tầm năm ngoái hay gì nè. Năm kia. Dạ năm ngoái năm kia đấy. Quen hơi bỏ máy rồi đây rồi, làm đây tới chiều luôn, lãnh lương luôn, về luôn. Cho bỏ nó, đâu đi trời. Dạ được rồi cô ơi. Rồi lại đây quay luôn đấy này. Cái này chắc con kiếm cây dù con làm luôn á. Quay cái ông mà bao cho kìa.
cái hoa này á, bây giờ nó không có ảnh hưởng về cái sức mà tiêu thụ. Còn bây giờ hiện tại là ở Cao Lãnh con chảnh xoài nè, rồi bất cứ ớt đồ này kia nó rất là thê thảm luôn. Hiện tại bây giờ là chỉ có 6.000 một ký thôi mà lỗ tiền nhân công bẻ nữa. Ớt á, còn xoài á thì xài Đài Loan hiện tại bây giờ hổng gài là có 4.000 ký mà lái không mua. Tại vì cái cửa khẩu Trung Quốc vì bệnh corona đó. Thanh Long có 3.000 ký thôi, không ai mua. Chúng ta về đây rồi nó mười mấy ngàn ký. Ở mình bán mười mấy ngàn. Đúng rồi, 15 mười mấy ngàn. Tại chứ anh Long Anh còn bán 3. Ở ngoài Bình Thuận nó đổ xe xe luôn. Tại vì nhập đi không được. Đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem, lúc này người ta đang cuốn lại để mà lúc này là đang thảy lên xe các bạn. Đây là thảy lên xe đi giao. Thấy không? Đây là những cái bao trấu, một con trấu người ta chụm xong rồi các bạn. Người ta chụm xong thì đây là người ta sẽ rải lên, người ta sẽ rắc lên cái chỗ mà để mà trồng trấu này là được xả rồi các bạn. Khi mà xả xong thì người ta sẽ rải ra để người ta trồng lên những cái thảm cỏ như vậy. Các bạn thấy công phu không? Cái này thì giống như một cái sân bóng đá, cỏ rất là tốt. Mỗi người một công việc các bạn ơi, mỗi người một công việc. Thì mình xuống Sa Đéc thì mình mới có dịp quay được những cái cảnh trồng hoa cho các bạn xem. Cái này là cái cỏ này là giống như bên bên giờ mình chặt ra mình lấy giống lại hả con? Chặt trong, rồi xé ra. Đúng rồi, trồng chưa đầy tháng. Dạ. 22 ngày. Dạ dạ. Bắt đầu ta bứng xong rồi. Bứng xong rồi cái mà bắt đầu định ngày trồng bứng cái này ra. Giống rồi cái cũng như là bứng một cái phần bên này xong rồi bắt đầu còn bên đó là cuốn rồi bắt đầu trồng lại. Như là tới hoài vậy đó. Cái này làm như vậy nó dễ ha, mình cuốn lại xong cái mình khi mà đem về cho những chỗ người ta trồng người ta mua cái người ta chảy ra người ta trồng là nó sẽ ăn dễ xuống, nó sống bình thường. Cái này là trồng trước sân rồi kia sạch ha. Video chia sẻ về cái cách trồng cỏ dưỡng thực, cỏ chỉ thì của cái kênh mình đến đây thì xin tạm dừng các bạn ơi. Thì chia sẻ cho các bạn xem vậy. Thì các bạn có xem cái kênh mình thì nhớ ủng hộ và mình sẽ tiếp tục ra những cái video tiếp theo để cho các bạn xem.